Hello anh chị, xin được gửi lời chào ngày Chủ nhật ngày 28 tháng 4 2024 của em Hoàng An đến tất cả anh chị. Do lỗi mic anh chị nhá, nên là em An bắt buộc phải lồng tiếng rồi chị ạ. Rất là cáo lỗi tất cả anh chị. Hy vọng anh chị sẽ vẫn nghe được em An giới thiệu một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Ngày hôm nay Chủ nhật, em An sẽ lên sóng cập nhật và báo giá cho chị tất cả những mẫu xe gầm thấp tại cửa hàng em An. Hôm nay thì bên em An cũng tranh thủ những ngày mà lễ thì bên em cho dọn dẹp lại và sửa sang lại khu vực showroom để cho showroom đẹp hơn, sạch sẽ hơn đấy chị nhá. Đang cho anh em dặm lại sơn đấy chị ạ. Sơn lại mấy bờ tường lâu ngày thời gian nó xuống cấp đấy chị. Hy vọng rằng mấy ngày nữa thì sau lễ thì nó sẽ xong, thì sẽ phục vụ anh chị một cách chu đáo hơn. Và bên em thì tất cả những xe bán ra thì đều cam kết chất lượng. Và hôm nay thì có rất nhiều những mẫu xe đẹp mới về nữa cơ. Hy vọng rằng anh chị sẽ luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ cửa hàng nhà em An. Đấy, và anh chị có thể đến trực tiếp xem xe, chạy trải nghiệm. Em An sẽ hỗ trợ cho anh chị chạy trải nghiệm. Xin chúc tất cả anh chị có những ngày lễ trọn vẹn, yêu thương bên gia đình yêu thương của mình, và đặc biệt rằng có những chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ anh chị nhá. Hy vọng rằng với thời tiết nắng nóng cực đoan như này thì anh chị ra ngoài đường thì cũng giữ gìn che chắn cẩn thận để tránh trường hợp bị ốm anh chị ạ. Đấy, và hôm nay thì em An sẽ cập nhật rất nhanh thôi, báo giá cụ thể cho anh chị, và anh chị yêu thích mẫu nào thì cứ alo cho em An. Chắc chắn là sẽ có những cái mức giá tốt nhất dành cho anh chị nào nhanh gọn lẹ anh chị ạ. Đấy. Ngã ba xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Địa chỉ tọa lạc cửa hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Và với mỗi chiếc xe bán ra thì em An sẽ đều cam kết tuyệt đối bằng 5 tiêu chí vàng này. Ngoài ra thì em An sẽ còn cam kết cho chị về phạt nguội nữa cơ. Đấy. Rồi, chiếc xe đầu tiên em An giới thiệu chị là một em Hyundai Elantra, chiếc này mới về tối muộn hôm qua thôi. 2021 phiên bản 1.6 AT, lăn bánh đúng 11.000 km anh chị nhá. Và em này đang có mức giá là 538 triệu, tất cả vỏ theo xe, nội thất còn rất là mới, cực kỳ đẹp luôn, dàn lốp theo xe mâm nguyên bản. Em này ở bản này sẽ vẫn được trang bị cửa sổ trời và ghế da zin điều hòa hai vùng, và đời này và bản này sẽ chưa có ghế điện anh chị nhá. Xe đẹp lắm, 21 mà đi có 11.000 km, ni lông quấn quanh xe đấy anh chị ạ. Bên em có làm góp cho anh chị từ đời 19 nha, mới nhất là 19 trở lên. Và những chiếc xe có giá trị trên 300 triệu thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị. Đây chị nhìn thấy không ạ, nội thất của một chiếc xe đi 11.000, nó rất là mới. 538 triệu. Giá thì anh chị cứ ưng thích thì lên xem xe trực tiếp để thương lượng giá với em An. Em An báo giá thì còn thương lượng nha. Em An còn một chiếc bản 2.0 nữa, lát em An sẽ giới thiệu cho anh chị cũng trong cái tầm giá đó. Rồi tiếp tục chúng ta sang với một chiếc thứ hai. Chiều qua thì em An bán chiếc 2023 rồi, và em An lại về thêm một chiếc 22 Luxury. Chiếc này của em An là màu trắng, form sedan anh chị nhá. Dòng này thì nhìn trẻ trung, đẹp mắt. M322 đi 21.000 và mức giá đang là 599 triệu. Xe thì em An cũng chưa dọn đâu. Kiểu dáng rất là đẹp đúng không ạ? Và dòng này thì cách âm tốt này, và cái không gian nội thất cũng rộng rãi hơn so với form cũ. 599 có hỗ trợ banh thoải mái rồi. Em này thì chị em An nghĩ bỏ ra khoảng 200 là anh chị vay được rồi. 200 là vay được rồi. Màu trắng cũng luôn là cái màu đẹp nhất của Mazda 3 đúng không ạ? Đẹp lắm anh chị ạ. Mọi thứ là nguyên bản. Xe em An sẽ hỗ trợ sở 3 cho chị nhá. Và ở bản Luxury thì sẽ trang bị cho anh chị như là ghế da. Ghế da hai màu nguyên bản này. Trần nỉ zin. Sẽ không có cửa sổ trời chị nhá. Và thêm nữa đó là ghế điện, so với bản Deluxe thì bản Luxury sẽ option nhiều hơn. Và dòng này thì anh chị muốn Touro thì cũng không Touro chị ạ. Dòng này với City RS mẫu mới, City mẫu mới thì gần như là không thợ Touro được. Nên là km nó là nguyên bản, bao chuẩn chỉ cho chị luôn. Giá bán hiện tại em An đang chào bán cho Mazda 3 này là 599 triệu đồng. Tiếp theo sang một chiếc hạng B số tự động mà tài chính chỉ có 389 triệu thì em An đang có một chiếc Actray. Em này của em An là bản Bre đấy, bản cao cấp nhất. 2021 đi đúng 53.000 km thôi. Rất mới đúng không ạ? Một chiếc xe đi 53.000. Và đặc biệt thì nó có cho anh bị cho chị như là cân bằng điện tử ấy chị nhá. Cân bằng điện tử. Màu đỏ, nội thất là ghế da zin nguyên bản màu đen, có khóa đèn đỏ thông minh. Actray 2021. Tiếp tục sang một chiếc Cerato mà ngày hôm nay thì em An đang giảm giá nhé. Cerato 20 2.0 Bre. Chiếc này thì giá limit là 528 triệu, em An đang để chị 518 triệu. Ngoại thất màu đen và nội thất sẽ là ghế hai màu đỏ đen. Cerato. Cerato hiện tại em An có một chiếc số sàn 27 nữa anh chị ạ.
tiếp tục sang một chiếc Hyundai Elantra. Em này của em là bản 2.0, ô đường tại đang 65.000 km, và ở bản này sẽ được trang bị sẵn cho chị như là đèn pha công nghệ projector và mâm sẽ là mâm phay. Chủ xe thì đã sơn mâm rồi, trên này thì bác chủ cũ bác đã sơn mâm đen lên cho chị rồi. 6.500 và lên cả ghế da luôn anh chị ạ, lên cả ghế da luôn. Chiếc này thì đang là 528 triệu nhá. Đấy, anh chị thích một chiếc xe đời cao và đi lướt thì lấy em 21, còn em này thì option nó nhiều hơn, sẽ có ghế điện, cửa sổ trời, lọc không khí, đầy đủ hết cảm biến trước sau, đèn pha công nghệ projector. Tiếp tục sang một em sedan D đẳng cấp sang trọng và sở hữu thêm một cái màu trắng ngọc trai này nữa, thì chiếc xe cực kỳ là trẻ trung, Toyota Camry 2.0G, sản xuất vào năm bánh năm 2021. Chiếc này của em An thì chủ xe mới chạy có 31.000 km thôi. Em này thì bên em cũng mới về biển tỉnh anh chị ạ, chưa dọn đâu anh chị, sẽ cho chị tham quan qua nội thất. 2.0G thì cũng là đủ dùng rồi. Mẫu này đang có mức giá chỉ có trên 8 đồng thôi, 869 triệu cho chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0G, sản xuất vào năm bánh năm 2021. Bỏ ra đâu đó khoảng 300 triệu là anh chị vay được rồi. Nội thất nguyên bản nha chị nhá. Nót sàn thì bác chủ cũng đã lên rồi, rất đẹp nha anh chị nhá. Anh chị chỉ cần xuống tiền thôi, xe thì em An sẽ hỗ trợ sở ba cho chị. Mẫu này thì trẻ trung hơn đúng không ạ? Camry thì định hình là một chiếc xe dành cho những người trung tuổi, giám đốc, doanh nhân, nhưng mà rõ ràng với những thiết kế đời mới giờ thì Camry có thể là phù hợp cả với những người trẻ tuổi đúng không anh chị? Em An nhắc lại này, Camry 2021 2.0G 869 triệu chị nhá. Rất đẹp luôn. Và màu trắng này thì thực sự rất đẹp. Em An sẽ cho anh em đánh bóng rửa dọn cho chị thì long lanh luôn. Được chưa? Sedan D hiện tại em An còn một chiếc Kia Optima nữa. Và về Hyundai Accent thì em An cũng rất nhiều, nhưng mà em An sẽ giới thiệu cho anh chị Toyota Vios trước này. Chiếc này thì mới là độc của anh chị này. Toyota Vios bản E số sàn 2019. Điều đặc biệt đây là một chiếc xe mới chạy có 21.000 km anh chị ạ. Anh chị không nghe nhầm nhé, đúng 21.000 km cho chiếc Toyota Vios này. Tất cả vỏ theo xe của em này sơn zin cũng còn rất là nhiều. Phải nói là có tiền nhưng để kiếm chiếc xe mà đi ít như này không có. Đặc biệt ở bản số sàn này thì mọi người mua dịch vụ cực kỳ là nhiều. Và kể cả có đi gia đình thì cũng số km này cũng là rất là ít rồi. Nên là phải nói là đây là hàng độc. Đây là giá cho một chiếc xe này, nó là 368 triệu. Giá này sẽ bằng với chiếc xe của đời 20. Nhưng mà nó gọi là tiền nào của đó đây chị ạ. Tiếp theo là một chiếc Vios bản E số tự động 22 màu trắng đây ạ. Em này của em An là 2022 tự động màu trắng. Lăn bánh là 24.000 km chuẩn. Và mức giá về em An đang trả bán là 478 triệu. Ở đời này thì có mâm phay rồi. Và mặt ca lăng sẽ là màu sơn đen. Nhựa vọng đen. Chiếc này thì được trang bị sẵn ghế da rồi. So với thế hệ cũ thì sẽ không có. Bản E tự động 22, tất cả vỏ theo xe mâm nguyên bản. 478 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios này, bản E số tự động 22. Rất đẹp đúng không ạ? Anh chị nào mình ưng mẫu này thì lên em An. Nội thất là màu kem đen. Dòng Vios thì luôn luôn để cái màu kem thì nhìn nó rất là sáng xe đúng không anh chị? Rất là sáng xe. Và bản E này thì sẽ vẫn là điều hòa chỉnh tay thôi, giống bản số sàn. Em An còn một chiếc bản G21. Bản G16, G17 nữa. Rất nhiều, đợt này em ăn về Vios nhiều. Rất là tiếc thì chưa mua được chiếc City nào. Nhưng mà Accent với Vios thì em ăn đang có khá nhiều lựa chọn cho chị đấy ạ. Trong tầm tài chính này thì anh chị cũng có thể cân nhắc lấy mẫu này, 478 triệu. Tiếp tục mời chị đi xuống dưới đây. Đấy, khu vực này thì nhà em ăn đang cho làm đẹp lại. Đấy, sơn lại hết những cái bờ tường anh chị nhá. Theo thời gian nó bị mốc anh chị ạ. Nước mưa nó ngấm vô quá. Vài bữa nữa thì sẽ sơn lại cho đẹp ha. Một số mẫu xe ở đây thì em An cũng đã nhận cọc rồi. Đây, tiếp theo đây một chiếc xe đúng tiền nào của đấy này. Em An bán em xe này giá rẻ hơn 20 triệu so với xe cùng đời. Chiếc này thì trước chủ xe có chạy dịch vụ, Odo hiện tại đang là 65.000. Nhưng mà em này thì em An cũng không khẳng định Odo 100% nhá. Đấy, bản E tự động 2021, mẫu mới. Không lỗi nha chị nhá, máy số không gầm, keo chỉ zin. Đấy, 2021 nó giống với chiếc 22 thôi. Báo 438 triệu, nếu bình thường với một chiếc xe mà đi ít hơn mà đẹp thì nó là 458 triệu. Còn em này của em An là 438 triệu cho chiếc Vios bản E số tự động, sản xuất vào năm bánh năm 2021. Tiếp theo một chiếc Vios G,
G21 và đang đi 48.000. Mẫu này thì sở hữu sơn màu vàng cát. Và ở mẫu này thì sẽ được trang bị cho chị đèn nét ạ chị ạ, đèn nét rất đẹp luôn. 478 triệu luôn. Đấy, bản G21 sẽ bằng giá với bản E22. Em này là màu vàng đồng như chị ạ, vàng cát đấy ạ. Tất cả vỏ theo xe mâm nguyên bản. Đấy. Vai ớt hàng quốc dân, lành bền và thật sự là thiết kế của vai ớt hiện tại thì cũng rất là đẹp rồi. Em này được trang bị thêm cam 360 chị nhé, cam 360. Nội thất thì vẫn sẽ được trang bị sẵn cho chị như là ghế da zin nguyên bản và điều hòa auto. Em này thì bác chủ cũ đã lên nốt sàn sẵn cho chị rồi. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Toyota Vios E-G số tự động 2021 và giá bán hiện tại đang là 478 triệu đồng. Nội thất là ghế da zin nguyên bản. Đấy. Ngay sau chiếc Vios này thì em An sẽ cập nhật một số mẫu xe Accent. Nhưng mà để em An giới thiệu một số mẫu xe mà đang có sẵn nữa chị nhé. Rồi lát em An sẽ giới thiệu cho chị loạt Accent nhà em An. Được chưa? Rồi, em này biển đồng này. Xe rất đẹp, em này thì sẵn giao cho chị thôi. Accent rất nhiều này. Accent em An đang có gần chục mẫu cơ. Thì em An sẽ giới thiệu cho chị Accent. Đây, xuống dưới đây thì em An đang có Tucson này. Có Crew này, có Mazda 3 nữa này. Đấy, cũng rất nhiều lựa chọn cho chị. Mazda 3 trước đi. Mazda 3 2018 sedan 2 đầu. Mẫu này thì đời này thì nó sẽ là 18, nó chỉ có 1.5 và 2.0 thôi. Đấy, em này thì em An thấy là chủ xe sơn mâm rồi chị nhá. Biển 48 hai chủ. Lăn bánh hiện tại đang là 60.000 và xe này thì bác chủ cũ đã lên cam 360 sẵn cho chị rồi. Tất cả những chiếc xe về thì bên em An đều spa làm đẹp sạch sẽ anh chị nhá. Xe lên cả lót sàn rồi. Xe về thì bắt buộc phải làm đẹp sạch sẽ cho chị, lên màn hình cam 360 cho chiếc Mazda 3 này, sản xuất và lăn bánh năm 2018, 458 triệu. Mẫu này nếu mà anh chị có bán kính cách cửa hàng nhà em An 100 km thì vẫn làm được ngân hàng. 458 triệu cho chiếc này. Tiếp theo đây là một chiếc 5 chỗ gầm cao của nhà Hyundai, một em Hyundai Tucson xăng đặc biệt 2017. Và chiếc này của em An thì đang đi 94.000, nhập Hàn nguyên chiếc anh chị nhá. Và chắc chắn rồi, với một chiếc xe sổ nhập Hàn thì chạy nó rất là khác bọt đấy chị ạ, chắc chắn lắm. Khung gầm nó chắc và chạy nó ngon, cách âm tốt. Em này đang có mức giá là 628 triệu. Option cũng rất đầy đủ rồi, cửa lóc toàn cảnh, cốp điện, xe đang dọn nhé. Nội thất nguyên bản. Dòng Tucson này thì em An trải nghiệm rồi và em An phải chia sẻ với chị là một chiếc xe có cảm giác lái rất tốt, rất tốt luôn. Form dáng thì có thể không phải là một chiếc xe mà em An quá ưng, nhưng về cảm giác lái thì em An rất là thích trên dòng Hyundai Tucson này. Xe đã được trang bị sẵn cho chị màn hình Android rồi. Ghế thì theo thời gian nó hơi kém thì em An sẽ xử lý lại nha. Cho chiếc này Tucson 2017 xăng đặc biệt sổ nhập Hàn, giá bán cho chị là 628 triệu đồng. Đây, em An còn một chiếc Morning nữa này, hơn 200 xíu là chị có một chiếc Kia Morning SI số sàn bản đủ 2017 màu vàng đồng. Chiếc này của em An thì đang lăn bánh là 85.000 km chị nhé, 85.000 cho chiếc này Kia Morning SI số sàn bản đủ 2017. Crew này cũng là một chiếc xe giá hợp lý cho chị này, 2017 số sàn hợp lý không ạ. Odo hiện tại là 60.000 km, dòng xe chạy rất là đầm chắc, form dáng đẹp, giá mềm, ngon bổ rẻ đấy ạ. Chỉ có 299 triệu nhé, em An để chị 299 triệu cho chiếc Crew này. Số sàn 2017. Xe đang dọn, chủ xe sơn mâm rồi. Đây, cho chị coi này. Đang dọn nha chị nhé, những cái bột bát nó hơi dơ thôi. Ghế da zin nguyên bản. Xe với Crew hôm trước em An về mấy chiếc bán hết rồi đấy ạ. Dòng này dễ chạy ngon lắm. Nói chung trong cái cửa tiền này thì anh chị rất là ít lựa chọn, nhưng mà để kiếm chiếc hạng C chạy ngon thì Crew là một lựa chọn tuyệt vời dành cho chị khách hàng. Toyota Yaris tiếp theo là một chiếc xe cũng rất cứng giá nhé. Yaris G 2016 1.3G sổ nhập Thái Lan nguyên chiếc hai chủ. Odo hiện tại đang là 84.000. Em này lên khá nhiều đồ chơi này, nên cặp đèn bi gầm bi xi nhôm, lên ghế da, lên màn hình Android, làm cách âm quanh xe rồi. Thú thực với chị là lồng tiếng rất là mệt, và đôi khi là nó cũng không thể hiện được cái cảm xúc của mình khi mà mình làm video, nhưng mà đôi khi trong quá trình mà mình quay á, nó bị lỗi mic ấy chị ạ. Mic đôi khi nó rất là bình thường thôi, nhưng mà không hiểu sao nó bị mất tiếng. Nên là mong anh chị có thể thông cảm cho em An.
và 389 cho chiếc Zarit này chị nhá. Rồi sang ASEAN đây, em An đang có bộ sưu tập ASEAN rất đồ sộ này. ASEAN đặc biệt 2022, chủ xe đã lên cặp đèn bi xi nhông rồi. Chiếc này đang lăn bánh đúng 12.000 km, màu đỏ nguyên bản nhá. Và em này thì em An báo giá chốt bán luôn này, 485 triệu, bao rút gốc. Và giá này là giá cuối nha anh chị nhá. Ở chiếc này đi có 1.2 thôi nên là em An mua cực kỳ là gấu luôn. Thực sự là với những xe mà đi ít này thì em An chấp nhận lãi rất là mỏng, nhưng mà mua được những xe đẹp để phục vụ anh chị. Đấy, tất cả dàn vỏ theo xe, đi có 12.000 thôi, mới lắm anh chị ạ, mới lắm. ASEAN tự động đặc biệt nhá, 2022, và mức giá em An đang chào bán là 400, giá bao rút gốc là 485 triệu. Giá này thì em An sẽ không thương lượng nhá, không thương lượng. Đấy, anh chị nào mình ưng thì lấy thôi. Đấy, trên kia thì em An còn một chiếc đặc biệt 22 màu trắng nữa. Nói chung là hiện tại em An đang có đủ màu cho anh chị đấy. Đỏ, đen, trắng, bạc đầy đủ hết. Số sàn, số tự động, bản tự động tiêu chuẩn và tự động đặc biệt cũng có đủ luôn. Đây, tiếp tục là một chiếc xe đặc biệt nữa này. Em này là đặc biệt 21 màu đen nguyên bản và đang đi là 31.000 km. 463 triệu chứ. Đó, trên này là 463 triệu cho em này. Bản đặc biệt sản xuất và lăn bánh năm 2021 màu đen. 463 triệu. Bản đặc biệt ở ASEAN thì sẽ vẫn được trang bị cho anh chị như là mâm 16 này, cửa sổ trời này. Nội thất nó rất là giống nhau thôi, ghế da thôi. Đây một chiếc xe cũng mới về này, ASEAN tự động tiêu chuẩn 23, và chiếc này thì mới đi có 3.000 cây thôi. Đấy, một chiếc xe mà đi có 3.000 cây thì anh chị có đang tính đi mua xe mới thì qua lấy ngay em này cho em ạ. 3.000 km thì miêu tả làm gì ạ, đúng không? Nó quá đẹp đi, quá đẹp đi. Mọi thứ là nguyên bản. 3.000 cây. Và mức giá đang là 478 triệu đồng. Anh chị tiết kiệm khoảng tầm 80 triệu nha anh chị nhá. Tất nhiên là giá thì em An sẽ còn thương lượng cho chị. Biển là biển thành phố nhá. 3.000 km quá mới đúng không chị? Quá mới rồi, 2023. Đấy, mua xe mới làm gì, em này đã được lên ghế da, lên nốt sàn sẵn rồi. Anh chị mua những xe đã còn sử dụng thì gặp những cái chủ cũ mà họ lên đồ chơi đầy đủ hết rồi thì cũng là một cái mà anh chị có lợi thế đúng không ạ? Đấy. Tiết kiệm một khoản tiền kha khá lên đồ chơi, vì tiền đồ chơi nó rất là nhiều anh chị ạ, không ít đâu. Đấy. Ok. Và form mới này thì kể cả như ở bản tiêu chuẩn nó vẫn sẽ có đầy đủ từ xa chị nhá. Rồi tiếp tục chúng ta đi lên trên đây với ASEAN rất rất nhiều luôn. Đấy. Một số mẫu xe ở đây thì em An đã nhận cọc, chờ ngày bàn giao cho khách hàng thôi. Và đây thì anh chị nào mình thích thì cứ lên xem, trả giá em An. Nói chung là em An thì luôn luôn là rất nhanh gọn thôi, mua bán nhanh gọn, miễn là anh chị thiện chí mua trả giá thì em An thấy ok thì em An bán. Thời gian rút hồ sơ từ thời điểm này em An cũng phải chia sẻ luôn, nó sẽ không chủ động được, sẽ dao động từ 10 đến 20 ngày, thậm chí là nhiều hơn. Thì anh chị mua xe thì anh chị cũng xác định rõ tư tưởng với em An nhá. Ở đây em An còn một chiếc Cerato số sàn 2017 nữa này. Chiếc này một chủ từ đầu đi đúng 45.000, một chủ đi đúng 45.000 km. Ghế mũi sạc không dây và đã được lên sẵn màn hình Android rồi. Mức giá mà em An đang niêm yết ở chiếc Kia Cerato này là 368 và đang giảm 10 triệu còn 358. Đây, ASEAN đặc biệt form cũ em An có đây. Form này thì đời 18, 19 và đầu 20 thì sẽ vẫn là form này anh chị nhá. Cuối 20 thì ra form mới. Em An rất là thích cái mâm của bản đặc biệt form này. Đặc biệt 2019 lăn bánh chuẩn đồng hồ là 52.000. Đăng ký sản xuất 19 nhưng mà đăng ký 21 chủ từ đầu. 52.000 chuẩn. Và mức giá cho chiếc này đang là 428 triệu. Tất cả dàn vỏ theo xe. Đấy. Kích thước thì em An thấy là nó cũng vẫn như vậy thôi, vẫn được trang bị sẵn ghế da và điều hòa auto cho chiếc bản đặc biệt này. 2019 bản đặc biệt 428 triệu đồng. Em này thì còn hỗ trợ banh thoải mái chị nhé. Còn hỗ trợ banh cho chị. Ok. Đấy. Mà hốc gió điều hòa thì vẫn được trang bị sẵn rồi. Đầu 18 thì chưa có, nhưng mà bắt đầu 19 thì ASEAN đã thêm hốc gió điều hòa rồi. Dòng này thì thiết kế phải nói là quá đẹp đi đúng không anh chị? Kiểu dáng đẹp trẻ trung, option nhiều. Phần đuôi sau thì 4 mắt cảm biến, cụm đèn hậu LED 3D. Nói chung là cực kỳ hợp lý, 428. Tiếp theo ở đây thì em An đang có một chiếc bản đặc biệt 2022 màu trắng. Em này thì đang đi có 16.000 km thôi. Và mức giá đang là 488 triệu đồng. Giá còn thương lượng anh chị nhá. Màu trắng. Đấy, chị thích màu đen, màu trắng, màu đỏ thì em An có đủ luôn cho chị lựa chọn. Hyundai ASEAN số tự động
phiên bản đặc biệt ATH sản xuất và làm bánh năm 2022. Và mức giá Behrmann đang chào bán là 488 triệu đồng. Một chiếc xe hạng A. Đấy. Đây, xin lỗi chị, còn một chiếc xe hạng B nữa là một chiếc Accent tự động 22 màu bạc. Xe này đang đi đúng 47.000. Đấy. Và với cái màu này và số km này thì em An bán rẻ hơn so với xe màu trắng 10 triệu. Em này chỉ có 448 triệu thôi. Tự động tiêu chuẩn 22 và cũng lên đủ đồ chơi rồi. Ghế da rồi sàn 6D. Đấy, cũng đầy đủ hết đúng không anh chị? À, chiếc này của em An thì hiện tại đang là 47.000 nha anh chị nhá. 448 triệu cho chiếc Accent này, được chưa ạ? 448. Tự động tiêu chuẩn 2022 màu bạc, lăn bánh đúng 47.000. Đấy, 47.000 km, 448 triệu. Tiếp tục sang một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Accent số sàn 21. Chiếc này của em An thì là một chiếc xe mà em An mua ngay chủ luôn nhá, một chủ mua mới từ đầu. Một bác khách tại Bà Rịa Vũng Tàu mà em An đổi xe. Accent bản Bay 2021, lăn bánh chuẩn đồng hồ là 50.000. 50.000 km xe đã được lên mâm, lên cách âm quanh xe, lên màn hình. Và xe này thì hôm mới về thì nó là bộ ghế lỉ zin, nhưng mà rơi quá nên là em An bỏ tiền ra lên bộ ghế da cho anh chị luôn. Đấy, em An lên ghế da rồi, sẵn cho anh chị rồi. Accent số sàn chỉ có 378 triệu là chị đã sở hữu được mẫu xe số sàn rồi. À, lên đủ đồ chơi nhá, không khác gì bản đủ luôn. Bác anh này thì bác ấy làm ở công ty Đạm Phú Mỹ nên là bác cứ đi đi về về giữa nhà và công ty. Đây là km nó tương đối thôi chứ nó không nhiều đâu anh chị, thực sự là không nhiều. Rất là hợp lý luôn, bảo dưỡng hãng đầy đủ cho chị nhá. 378 triệu cho chiếc này. Đó. Tiếp tục sang một chiếc sedan D, sổ nhập Hàn nguyên chiếc, một em Kia Optima 2.0 2015 nhập Hàn. Cái này được trang bị sẵn cho chị rửa đèn này. Đó. Ghế điện, hai ghế điện, hai cửa sổ trời. Xe rất đẹp luôn. Kia Optima, chiều dài cơ sở thì cực kỳ là thoải mái để chị ngồi. Cảm giác lái cũng rất là tốt với một chiếc xe sổ nhập. Kia Optima nhé, một chiếc sedan D. Tầm giá bây giờ thì anh chị bỏ ra chỉ có 448 triệu thôi. Cũng là một cái tầm giá cực kỳ là hợp lý để chị tiếp cận một chiếc sedan D như thế này. Đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không anh chị? Thực sự là cái form nó rất là sang. 9-10 năm rồi nhưng cái form nhìn vẫn còn đi trước thời đại anh chị ạ. Cảm giác rất là đẹp. Một chiếc Fadil. Đây, Fadil bản Blood 2022. Chiếc này của em An thì đang lăn bánh chuẩn đồng hồ có 23.000 km thôi. Bản Blood sẽ được trang bị cho chị mâm phay, ghế da zin và vô lăng tích hợp. Đấy. Ngoài ra thì bên em cũng đang có một chiếc bản Bay 20 đang trên đường về, thì màu xám thì nó loanh quanh khoảng 3 đồng thôi. Và chiếc này thì đang có mức giá là 366 triệu. Đấy. Đây là chiếc xe cuối cùng trong video báo giá tổng hợp xe ngày hôm nay, chủ nhật ngày 28 tháng 4 2024. Cảm ơn chị rất nhiều đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bên em An thì hoạt động xuyên lễ nên là anh chị có thể là đến trực tiếp showroom để xem xe. Một nữa thì rất là biết ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của em An. Hãy cho em An một nút like, một nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông bên cạnh anh chị nhá. Một nữa chúc chị có những ngày nghỉ lễ thật trọn vẹn, yêu thương, thật hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình và có những chuyến đi chơi an toàn anh chị ạ. Cảm ơn chị đã theo dõi video của em An và xin chào, gặp lại chị ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại chị vào ngày gần nhất. Xin chào.